Trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 đã xảy ra cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Sư đoàn 324 đã điều động 120 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 cùng với hàng nghìn người dân đến hiện trường làm công tác chữa cháy. Do nắng nóng ở nhiệt độ cao và gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa bùng phát và lan nhanh. Với sự tích cực của các lực lượng trên địa bàn huyện Diễn Châu và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, đến 8 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn. 200 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được đảm bảo an toàn, không phải di rời. Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị cháy khoảng 20 hecta, chủ yếu là lớp thực bì dày. Hiện tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tính toán để báo cáo cụ thể thiệt hại và có giải pháp xử lý. Mặc dù đám cháy đã cơ bản được dập tắt, nhưng các lực lượng còn phải túc trực tại chỗ để xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra.